hôm nay xin giới thiệu với mọi người, đây là một cái khu mà khu chè mà có bán bánh lan này, sâm bổ lượng, tàu hũ đá, đậu đen, chè bưởi, chè đậu xanh, chè đậu đen. Khu này ngày xưa đã bán hồi nhỏ tới giờ mà giờ của mình đã ăn ở đây. Ở đây là hai cái quán mà ngày xưa do mình hay ăn. Đây là trên đường Nguyễn Công Trứ, đã lâu lắm rồi, từ lúc mà mình học hồi cấp 3 là mình đi ngang là mình đã thấy cái quán này. Ở đây là tới chưa. Đây là tàu hũ đá nè mọi người. Chiều mà khoảng 4-5 giờ vậy đó. Khu này đã lâu lắm rồi. Bình thường lại đây chỉ ăn, bữa nay mới ăn tàu hũ đá. Mỗi bữa thì chỉ ăn chè bưởi với đậu hũ đen. Sâm bổ lượng thì mình thường ăn ở khu khác. Tôi quên nữa, vài bữa nó sẽ giới thiệu với mọi người cái quán sâm bổ lượng. Béo béo, ngọt ngọt. Lâu lâu lại đây ăn à, nhớ nè, thầy cũ nè. Ăn không bà bầu? Ăn hết trơn rồi nè, ăn lẹo quá mà. Hết rồi. Cô ơi tính tiền cho con, cô ơi.
ở đây thông thường là sẽ có hai cái ly nước để mà chúng ta uống nước á, sau khi mà thưởng thức chè hoặc là đậu hũ á, thì chúng ta có thể thưởng thức cái nước ở đây. Ở đây á, là nước chè. Có thơm mùi mùi dứa các bạn, ngon. Này hết 18.000. Cái này mình bán lâu chưa em? Anh nhớ này lâu lắm mình mới có. Lâu rồi. Là bán có hơn 10 năm rồi hả? Bán mình biết đây chắc hơn rồi. Tại là đó anh học cấp 3 anh chạy ngang đây rồi, mấy cái quán này là có lâu lắm rồi, nhưng mà như là hai cái này là cổ nhất không dạ, quán mình với cái quán bên kia là cổ nhất không, quán đầu tiên á, tên đó là hả? Tên đó là mới hả, tên đó mới. Ủa gì là em với cái nào là quán cũ, quán này với bên đó là quán cũ à, gì hả? Trời. Cái này là lâu dữ rồi đó con. Mấy năm rồi con? 10 năm chưa con? Đấy à? Nó bán đây là 10 năm rồi, bán trước rất lâu rồi. Dạ. Con đi quay vòng vòng này đây cô ơi. Đi vào á. Dạ. Sau đây mình sẽ đi quay dọc cái khu này cái. Tụi mình vừa thưởng thức xong, quán kia thì trên hơn 10 năm rồi.